黑已不以为他背影那么轻快。Yến Tử Đông sinh ngày 10 tháng 12 năm 1994, sinh ra tại Thẩm Dương của tỉnh Liêu Ninh, với chiều cao 1m83 và nặng 65kg. Yến Tử Đông tuy là một cái tên khá mới lạ trong giới giải trí Hoa ngữ, tuy nhiên ít ai biết được rằng anh chàng với vẻ ngoài thư sinh này xuất thân từ trường lớp chính quy và tham gia vào giới giải trí đến nay đã ngót nghét gần một thập kỷ. Hãy cùng kênh của May tìm hiểu thông tin về chàng trai này nhé! Yến Tử Đông tốt nghiệp khoa biểu diễn của Viện Nghệ thuật và Điện ảnh Truyền hình thuộc Đại học Sư phạm Thượng Hải. Vào năm 2013, khi còn đang là sinh viên, Yến Tử Đông tham gia bộ phim Trở Về. Đây cũng là một tác phẩm tốt nghiệp đại học chuyên ngành của anh. Nhân cơ hội này, anh bắt đầu sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật ngay sau khi tốt nghiệp. Năm 2016, Yến Tử Đông được khán giả chú ý khi vào vai cổ dạ trong bộ phim cổ trang đa Mỹ Thức Nhữ Bất Thức Đinh. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đa Mỹ cùng tên của tác giả Tô Du Bính, nằm trong hệ liệt Hy Nháo Giang Hồ. Chỉ sau 17 tiếng đồng hồ, lượt view của phim tăng không ngừng và đạt mốc 10 triệu. Sau khi lên sóng, bộ phim nhận được khá nhiều lời khen từ khán giả, đánh giá khá cao khả năng diễn xuất của dàn diễn viên trong phim, từ nhân vật chính đến người phụ. Sau khi nhận được độ thảo luận cao với vai chính trong bộ phim đa Mỹ, năm 2017, Yến Tử Đông tiếp tục gây ấn tượng với khán giả khi đảm nhận vai Lưu Xuân Bá trong tác phẩm ngôn tình cổ trang kinh điển Lưu Xuân Bá Chúc Anh Đài. Yến Tử Đông gây ấn tượng với vẻ ngoài hiền lành, thư sinh yếu ớt, phù hợp với nhân vật Lưu Xuân Bá, nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Sau đó, Yến Tử Đông tham gia nhiều vai diễn trong các bộ phim chiếu mạng khác nhau như Yêu Em Một Vạn Năm, Hàng Long Phục Hổ Tiểu Tế Công, Đại Thoại Tây Du Mối Tình Vạn Năm, Độc Bộ Thiên Hạ và nhiều bộ phim khác. Ngoài ra, anh còn thể hiện nhiều ca khúc chủ đề của các bộ phim. Năm 2020, Yến Tử Đông góp mặt tham gia bộ phim hiện đại đề tài gia đình 30 Thôi Mà với sự tham gia của dàn diễn viên Giang Sơ Ảnh, Đồng Giao, Mao Hiểu Đồng, Yến Tử Đông, nhận được sự phản hồi tích cực của khán giả. Năm 2022, Yến Tử Đông đảm nhận vai chính của bộ phim cổ trang Tiêu Sái Gia Nhân Đạm Đạm Trang, diễn cùng với Khổng Tiết Nghi. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thịnh Thế Trang Lương với sự tham gia của dàn diễn viên Khổng Tiết Nghi, Yến Tử Đông, Đặng Vi, Trịnh Phồn Tinh. Chính thức phát sóng vào ngày 14 tháng 1 2022. Ngoài các bộ phim đã phát sóng, Yến Tử Đông còn một số dự án có lịch chiếu trong thời gian sắp tới. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.